À, rất vui được chào đón quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với video tiếp theo trên kênh Phong thủy tài lộc của chúng tôi ngày hôm nay. À, lời đầu tiên thay mặt những người làm chương trình xin được gửi tới quý anh chị và các bạn lời kính chúc sức khỏe. Chúc quý anh chị có những ngày mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Và trong nội dung của video ngày hôm nay thì chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn những nội dung như sau. À, các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là 5 cái thói quen không tôn trọng đồng tiền đã vô tình xua đuổi thần tài mà đa số mọi người không hay biết. Tờ tiền chính là cái kết quả của vận tài lộc, là cái biểu trưng cho cái sự sang giàu và cũng là cái vật phẩm đại diện cho thần tài. Nhưng trong cuộc sống thì hàng ngày chúng ta đã ít nhiều xâm phạm nó, khiến cho tiền bạc thất thoát. Trong cuộc sống hàng ngày thì có những cái việc mà chúng ta vẫn thường lặp đi lặp lại hàng ngày, tạo thành cái thói quen không thể dứt bỏ. Và cái thói quen tốt không nói, thói quen xấu nhưng không nhận biết được ắt sẽ theo mình cả đời và trở thành cái rào cản khiến tài lộc không bao giờ tồn tại lâu. Và đừng bao giờ hỏi tại sao bản thân vẫn cố gắng, vẫn nỗ lực chăm chỉ nhưng sao không giàu có sung túc được, khi vẫn còn giữ một trong các cái thói quen dưới đây. Thứ nhất là vứt bỏ tiền cũ, tiền rách tùy tiện. Có một cái thói quen ở nhiều người là vứt bỏ tiền khi chúng không còn khả năng có thể sử dụng được, trong khi có thể đến ngân hàng để đổi lại tiền mới cùng giá trị. Cũng có những người vô tư coi tiền như tấm giấy nháp mà vẽ bậy, viết bậy lên đó. Đây là cái hành động thể hiện thái độ thiếu tôn trọng với mồ hôi nước mắt, với giá trị vật chất và với cả vận tài lộc của bản mệnh. Thần tài thần lộc từ đó ắt cũng xa lánh, gia chủ sớm muộn cũng lâm vào cái tình trạng là nghèo đói túng thiếu, để từ đó có cái thái độ tôn trọng hơn. Thứ hai là bỏ qua tiền lẻ rơi vãi ngoài đường. Có một cái thói quen phổ biến ở tất cả chúng ta là không phân biệt già trẻ gái trai, họ thường có thói quen nhặt tiền trên đường chỉ khi có mệnh giá lớn, còn lại bỏ qua tiền có mệnh giá nhỏ. Có hành động đáng buồn hơn là khi thấy sẽ có người giẫm đạp lên hoặc là đá sang một bên rồi ngang nhiên đi tiếp. Những thói quen này thể hiện cái việc mà thiếu tôn trọng tiền bạc, xua đuổi thần tài đi xa mình. Cũng có nghĩa là những người này đang tự tay chối bỏ cơ hội làm giàu cho chính mình, tiền bạc đến tay còn ngang nhiên vứt bỏ. Người thông minh là người biết trân trọng tiền bạc, dù mệnh giá không cao nhưng lại có ý nghĩa vô cùng lớn, và cũng chỉ có người giàu mới hiểu được cái điều này. Và thứ ba là vứt tiền bạc lung tung trong nhà. Không ít người có thói quen khi trở về nhà là tùy tiện vứt tiền bạc lung tung khắp mọi nơi, từ phòng khách, phòng ngủ đến nhà bếp, từ ghế ngồi, bàn làm việc đến kệ tủ. Nhưng theo phong thủy thì tiền bạc để chung một chỗ mới giúp tụ tài khí. Khi để lung tung mỗi nơi một ít sẽ gây tán gia bại sản. Ngoài ra có một vài người khi đi mua đồ thường không lấy lại tiền thối lại, do nghĩ rằng đó chỉ là vài ba đồng bạc lẻ chẳng đáng giá bao nhiêu. Thế nhưng không có sự tích góp chắt chiu số tiền nhỏ ấy, làm sao để có được cái khối tài sản lớn? Đây là một cái thói quen nên chóng thay đổi nếu như không muốn mãi sống trong cái cảnh nghèo túng cơ hàn. Và thứ tư là để tiền trong túi và đem đi giặt. Tiền thừa để trong túi và cho cả vào máy giặt hoặc thau đồ là cái chuyện thường xuyên xảy ra ở nhiều người vì quên không lấy ra. Tiền dính nước và vò đi vò lại nhiều lần sẽ rất dễ rách, hoặc nếu không rách cũng bị nhăn nhúm lại, không còn nguyên vẹn như lúc đầu. Đồng thời, cái vận tài lộc cũng có thể theo đó mà trôi đi hết thảy. Gia chủ dù có cố gắng hay là phấn đấu thế nào cũng khó mà phất lên được. Cẩn thận kiểm tra các túi quần áo trước khi mang đồ đi giặt, vừa tránh khỏi cảnh là giặt giấy, bụi giấy bám đầy trên quần áo, vừa tránh được giặt tiền, giặt luôn tài vận của mình. Và thứ năm là sử dụng ví không phù hợp. Ví không chỉ là cái nơi đựng tiền mà còn là cái nơi cất giữ tài lộc. Mang theo một chiếc ví hợp phong thủy sẽ giúp gia chủ hút được tài lộc. Nếu thường xuyên nhét tiền vào túi áo, túi quần hay là tiện đâu cất đó chính là cái thái độ không tôn trọng tiền bạc. Vì thế cũng khó mà giữ tài lộc được. Một chiếc ví hợp phong thủy trước tiên là ở cái màu sắc. Tốt nhất là gia chủ nên chọn một chiếc ví có màu sắc phù hợp với ngũ hành bản mệnh. Cần để ý cái màu tương sinh, tương khắc và tương hợp. Bên cạnh đó là cái hình dáng chiếc ví cùng họa tiết trên đó. À, quý vị thân mến, như vậy là chúng ta biết rằng là mỗi ngày
Chúng ta vẫn cố gắng và nỗ lực không ngừng trên con đường công danh sự nghiệp, nhưng vẫn đang loay hoay đi tìm lý do tại sao bản thân vẫn còn thua kém nhiều người về địa vị lẫn tài lộc. Thay vì cứ sống trong hàng vạn cái câu hỏi vì sao như thế, thì hãy thay đổi những cái thói quen nhỏ trên đây xem sao. Sự thành công giàu sang của một người bắt nguồn từ thực lực, bản lĩnh và cả những cái tác động của các yếu tố thuộc về phong thủy. Không ngừng trau dồi tri thức và kỹ năng, đồng thời áp dụng các cái chiêu thức phong thủy bổ trợ để loại bỏ những cái việc mà không hay mà bạn vẫn thường làm là cách tốt nhất để có được một cuộc sống viên mãn. Quý anh chị thân mến, như vậy là trên đây là 5 cái thói quen không tôn trọng đồng tiền đã vô tình là xua đuổi thần tài mà đa số mọi người không hề hay biết. Xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy vui lòng ghi rõ rồi để lại lời bình luận bên dưới của video. Và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong thời gian sớm nhất. Nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Phong Thủy Tài Lộc hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Cuối cùng xin được chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo.